Và Phong Linh rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Mua gì ở đâu phát sóng trên kênh HTV7. Như thường lệ, qua chương trình phát sóng vào sáng thứ ba, quý khán giả của Mua gì ở đâu sẽ có thể cập nhật thêm nhiều thông tin về thị trường thực phẩm cùng những bí quyết để chế biến được các món ăn hấp dẫn. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là một thông tin vui dành cho những quý khán giả yêu sách. Thưa quý vị, vào cuối tuần qua thì đường sách thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức mở cửa chào đón các bạn đọc quay trở lại sau hơn 4 tháng phải tạm dừng hoạt động để phòng dịch. Theo ghi nhận, tại đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 20 gian hàng mở cửa đón khách. Các gian hàng đã trở nên tươi mới, nhiều màu sắc hơn sau khi được trang hoàng lại. Nhiều khách tham quan bày tỏ niềm vui, sự háo hức khi được quay lại đường sách sau nhiều tháng. Khi mà biết tin đó là đường sách mở cửa thì mình cảm thấy rất là háo hức, bởi vì mình biết là có những cái quyển sách mới là đã được xuất bản, là mình chờ đợi rất là lâu, và hôm nay mình đến đây để nhanh chóng để tậu những cái quyển sách mình thích về để đọc. Ban đầu thì mình cũng nghĩ là cũng có thể là khá là ít người để ghé thăm đường sách này á. Tuy nhiên là khi tới đây thì mình cũng thấy là khá là đông các bạn trẻ tới đây để mua sách và tham quan. Mình thấy cái công tác phòng dịch ở đường sách thì cũng rất là tốt. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, đường sách đã trang bị máy quét mã khai báo y tế ngay cổng vào, đồng thời bố trí một lối ra và một lối vào nhằm tránh tình trạng tập trung đông người. Theo đó, bạn đọc phải có thẻ xanh, thẻ vàng Covid hoặc chứng nhận F0 khỏi bệnh trong 180 ngày sẽ được vào tham quan mua sắm tại đường sách. Hiện mỗi gian hàng cũng chỉ đón tối đa 3 khách và có 2 nhân viên phục vụ. Ngoài ra, tại đây cũng trang bị vách ngăn giữa người bán và người mua nhằm hạn chế tiếp xúc. Chúng tôi có hai cảm xúc khác nhau. Cảm xúc thứ nhất là vui mừng vì mình đã được hoạt động trở lại. Và vui hơn nữa là sáng nay trước 9 giờ thì đã rất đông bà con, bạn đọc đã muốn vào để lại tiếp tục được sinh hoạt tại đường sách. Đường sách thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở cửa hoạt động từ 9 giờ đến 17 giờ hàng ngày và tùy vào tình hình thực tế sẽ mở cửa hoạt động theo khung giờ bình thường như trước đây. Cùng với việc mở cửa hoạt động tại đường sách, các nhà xuất bản, công ty sách cũng tích cực ứng dụng công nghệ để bán hàng, tham gia gian hàng tại các sàn giao dịch điện tử. Dự kiến các đơn vị sẽ tăng cường tổ chức những sự kiện trực tuyến như triển lãm, giao lưu, giới thiệu sách, tọa đàm, v.v. Chương trình hôm nay tất nhiên là không thể thiếu những ghi nhận mới nhất. Trong những ngày qua, hàng ngàn người dân sinh sống và làm việc tại tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh đã di chuyển bằng xe máy về quê. Và trên hành trình này, những gian hàng không đồng đã nhanh chóng được lập nên, cung cấp nước uống, thực phẩm nhằm hỗ trợ người dân khó khăn. Để gian hàng ý nghĩa này có thể hoạt động hiệu quả, huyện đoàn Chân Thành, tỉnh Bình Phước đã vận động được hàng ngàn phần quà từ các đơn vị mạnh thường quân tài trợ. Mỗi ngày, các đoàn viên thanh niên tình nguyện sẽ túc trực tại chốt để phát những phần quà gồm nước suối, sữa, bánh cho người dân dùng tạm trên đường về quê. Tôi cũng là một người công nhân làm ở khu công nghiệp Tân Nguyên, Bình Dương. Thì trong lúc về quê đi ngang qua đây thì được cái sự hỗ trợ từ thiện về cái nước uống và thức ăn. Cảm thấy rất là ý nghĩa vì nó giúp cho những người xa quê mà khi mà trên đường về họ chưa chuẩn bị được kịp những đồ ăn, thức uống thì họ sẽ có được cung cấp đầy đủ. Không chỉ tại Bình Phước, hàng loạt gian hàng không đồng tương tự cũng đã được các cá nhân, hội nhóm, tổ chức tại nhiều tỉnh thành nhằm hỗ trợ người lao động trên hành trình trở về quê hương khi mà đa số các hàng quán vẫn chưa thể mở cửa trở lại. Không chỉ hỗ trợ thực phẩm, một số nơi còn quyên góp tiền mặt và phương tiện cho những hoàn cảnh khó khăn. Như chúng ta đã biết, Bình Thuận được xem là thủ phủ trồng thanh long với hơn 32.000 ha, chiếm 70% diện tích cả nước và cho sản lượng hàng năm lên tới trên 600.000 tấn. Ngay sau đây, Mua gì ở đâu sẽ giúp quý vị khán giả hiểu thêm về một công việc rất đặc biệt của người dân nơi đây để có thể cung cấp cho chúng ta những trái thanh long chất lượng. Cây thanh long đã tạo ra nhiều việc làm cho người dân Bình Thuận với những công việc như nghề chăm sóc, thu hoạch hoặc cho thuê bóng đèn trong thanh long. Trong đó có lẽ lạ nhất và đặc biệt nhất chính là nghề vuốt tai thanh long. Tại những vườn thanh long rộng lớn trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, nhiều người đang cặm cụi cầm từng trái thanh long để vuốt từng tai.
Đây là kỹ thuật giúp tay của trái thanh long có màu xanh, dài, dày và đẹp. Để làm được điều đó, người làm công việc này cần phải thực hiện một cách nhanh nhẹn và đúng kỹ thuật. Có hai thời điểm để vuốt tay thanh long là khi trái còn xanh và khi trái đã chín đỏ đều. Ở mỗi thời điểm cũng sẽ có cách thực hiện khác nhau, như vuốt 1/4 tay hoặc 1/2 tay. Đặc biệt là không để dung dịch thuốc bảo vệ thực vật chín vào phần thân của trái thanh long. Ngoài kỹ thuật vuốt tay thì kỹ thuật pha dung dịch thuốc bảo vệ thực vật để vuốt tay cũng sẽ quyết định đến độ đẹp của trái thanh long. Nhờ những công việc đầy tỉ mỉ này mà người dân Bình Thuận có thể cung cấp cho thị trường những trái thanh long chất lượng với màu sắc đỏ tươi nhưng vẫn giữ được màu xanh của phần tay trái. Với niềm đam mê và tình yêu dành cho nghệ thuật, các nghệ sĩ đã không ngừng sáng tạo nên những tác phẩm không chỉ độc đáo mà còn rất giàu ý nghĩa. Và những bức tranh được vẽ bằng sô-cô-la mà Mua Dễ Đâu giới thiệu ngay sau đây sẽ là một ví dụ cụ thể. Nhìn những bức tranh đầy độc đáo và không kém phần sinh động này, có lẽ ít ai nghĩ rằng chúng đã được vẽ bằng sô-cô-la. Loại sô-cô-la được sử dụng để sáng tạo nên những tranh này mang tên Choco Cream. Đây vốn là dòng sô-cô-la được công ty Buratos Grand Place thiết kế dành riêng cho ứng dụng tạo hình, trang trí nghệ thuật bánh kem. Thế nhưng trong quá trình nghiên cứu, loại sô-cô-la này lại được phát hiện có cấu trúc rất giống với chất liệu vẽ tranh. Từ loại chất liệu vẽ tranh ăn được này, các họa sĩ đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật sống động, từ tranh phong cảnh, hoa lá, hạt cacao cho đến tranh cổ động, tuyên truyền thông điệp an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường sống. Không chỉ có tranh vẽ, các nghệ nhân còn sáng tạo thêm những chậu hoa hay chậu sen đá nhỏ xinh đầy tinh tế, sắc nét và nghệ thuật. Quý khán giả có thể tham khảo thêm nhiều dòng sản phẩm sô-cô-la khác tùy theo nhu cầu tại website của Buratos Grand Place. Trong những ngày này, món ăn đang bất ngờ nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân trên thế giới. Không phải là các sản phẩm đến từ những thương hiệu tên tuổi, mà lại chính là những que kẹo đường Dalgona của Hàn Quốc. Trong chương trình hôm nay với chủ đề thực phẩm, mời quý vị cùng tìm hiểu về món ăn đặc biệt này. Vốn là một món ăn vặt xuất hiện rất nhiều trên đường phố Hàn Quốc. Kẹo đường Dalgona được làm từ đường cát và baking soda, đun chảy rồi dàn mỏng để khắc thêm một số họa tiết như hình tam giác, vòng tròn, ngôi sao hay chiếc ô. Mỗi chiếc kẹo như thế này được bán với giá khoảng 40.000 đồng. Ngay sau khi bộ phim Squid Game gây sốt trên toàn cầu, cửa hàng cung cấp 700 chiếc kẹo cho đoàn làm phim cũng đã trở nên bận rộn hơn khi có thể bán ra 500 cây kẹo mỗi ngày, nhiều hơn gấp đôi so với trước kia. Thực khách đến mua kẹo tại đây còn có thể tự chơi tách kẹo như trong phim và nhận được quà tặng của cửa hàng. Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu của khán giả yêu thích bộ phim trên khắp thế giới, một số sàn thương mại điện tử như Amazon, eBay cũng đã mở bán bộ dụng cụ nấu kẹo đường Dalgona. Thưa quý vị, cơn sốt kẹo đường Dalgona đã vượt ra khỏi lãnh thổ Hàn Quốc rất nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của những người yêu thích bộ phim Squid Game. Một quán cà phê tại Singapore đã tổ chức cho thực khách chơi tách kẹo đường tương tự như tình tiết trong bộ phim này, nhưng với phiên bản ít căng thẳng hơn. Quán cà phê Brown Butter tại Singapore vốn là địa chỉ được nhiều bạn trẻ yêu thích. Trong những ngày này, rất nhiều người đã không ngại xếp hàng trước quán cà phê này để tham gia thử thách tách kẹo đường Dalgona. Tương tự trò chơi trong phim, kẹo Dalgona tại quán cũng được khắc những hình ảnh như hình tròn, ngôi sao và hình trái tim. Theo đó, thực khách sẽ phải tách rời các chi tiết trên ra khỏi chiếc kẹo giòn và rất dễ vỡ. Người chơi tại đây sẽ được sử dụng tăm nhọn thay vì cây kim như trong phim. Nếu thực hiện thành công trong vòng 2 phút, thực khách sẽ nhận được quà tặng miễn phí là túi sỏi trang trí, một ly latte hoặc một lát phô mai đặc trưng của quán. Còn khi thất bại, người chơi sẽ phải chụp ảnh check-in tại quán. Từ nay đến ngày 24 tháng 10, thử thách tách kẹo sẽ tiếp tục được tổ chức tại Brown Butter trong khung giờ từ 12 đến 18 giờ và chỉ áp dụng đối với thực khách ngồi ăn uống tại chỗ có hóa đơn từ khoảng 500.000 đồng trở lên. Thưa
Thưa quý vị, Liên minh Kỷ lục Thế giới World Kings đã từng công nhận kỷ lục Việt Nam là đất nước có nhiều món bánh làm từ bột gạo hấp dẫn nhất thế giới, với 143 món bánh làm từ nguyên liệu này. Qua mắt nhỏ ngay sau đây cũng mua gì ở đâu, quý vị sẽ bổ sung cho thực đơn của gia đình mình công thức chế biến một số món ăn từ danh sách trên. Mở đầu chuyên mục bánh Việt tuần này là một món bánh dân dã nhưng lại ngon vô cùng. Đổ bột bánh bèo vào tô, hòa cùng với nước ấm và khuấy đều. Thêm ít dầu ăn rồi cho bột nghỉ khoảng 30 phút. Tôm tươi đã bóc vỏ đem đi xay nhuyễn. Cho vào chảo, thêm nước ép cà rốt rồi đảo đều. Chà, như vậy sẽ tăng thêm chất ngọt tự nhiên cho nhân tôm và có màu đẹp mắt. Bây giờ thì cho da heo khô vào chiên cho thật giòn phồng nào. Tiếp theo, cho phần bột bánh bèo vào chén rồi đem đi hấp. Bánh bèo nóng sẽ tự phồng rồi xẹp xuống tạo thành hình xoáy như thế này đây. Rắc ít hành lên bánh, cho nhân tôm vào giữa, chan chút nước mắm. Ôi thôi, sao bạn có thể chối từ được cơ chứ? Vị mềm nhẹ của bột bánh bèo hòa cùng với vị ngọt thơm của tôm, ăn kèm với da heo giòn giòn. Tất cả hòa quyện tạo nên hương vị đặc trưng riêng của bánh bèo xứ Huế. Người dân xứ Nẩu có thói quen ăn bánh hỏi. Họ có thể ăn để trừ cơm. Vì vậy mà bánh hỏi ở đây có phần đặc sắc hơn những nơi khác nhờ kết hợp thêm những món ăn kèm. Trong đó phải kể đến là món bánh hỏi cháo lòng. Trước tiên cho gừng và muối vào nước sôi để luộc lòng heo và thịt ba chỉ. Thịt chín vớt ra và giữ lại phần nước dùng. Rang thơm gạo rồi cho vào nồi nước dùng để nấu cháo. Ăn bánh hỏi mà không có dầu hẹ thì coi như mất ngon. Xếp tất cả lên mẹt. Chuẩn bị một chén nước mắm tỏi ớt nữa là chuẩn, không cần chỉnh luôn đó. Hấp một muỗng cháo nóng hổi rồi cuộn bánh hỏi với lòng heo và nhân gì. Cách chế biến những món ăn trên đã kết thúc chương trình hôm nay của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên theo dõi lại chương trình tại kênh Facebook và YouTube Mua Gì Ở Đâu. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai, cũng được phát sóng trên kênh HTV7.